dám với Quy cháu mình nghe gia đình. Nay gả cho cháu. Không có phiền lại để cô niệm gia đình xem nha. Không mình sao đó mình làm mấy phong thôi. Rồi mấy gì ngoại cười lên cô dâu ơi. Em nhậu không được. Đi đám xa lắm cái nữa rồi. Mày vỡ lên cho vợ mày. Vỡ lên. Chỉ. Phải nơ, phải gì nơ, gấp đó con mặt còn nó mê luôn lên nơ. Thôi cầm đi thôi, lên vậy cho nó dễ đi.
qua chiếc bên đây nè bạn. Đâu có tắt cái gì đây. Sao mình ăn? Rồi xuống ở đây xin vé trước. Từ từ thôi. Có mấy người già xuống trước nè. Cô Năm có đi không? Đi xuống đi. Có mấy người già xuống trước. Ở dưới đó có cái bạn đẩy ra đây. Đây nè. Đây chờ nghe quá rồi. Ừ đám rồi. Rồi để đi nữa thôi. Rồi xuống. Xuống trước đây. Ôi thử đẹp ơi, khỏi còn quay đẹp ơi. Tập là cảnh đi dâu miền Tây nghe chưa anh? Rồi đi bỏ về con nha. Tội không? Trọng muốn mà nó quên tùm lum hết trơn á. Anh mất mỡ luôn vậy hả? Em muốn gì kỳ cục. Nhanh đi chị bỏ tình giờ nè. Em gửi cho nhớ. Em cắt mệt luôn á. Thôi chú, mày đường luôn á, mệt luôn. Đường. Rồi ra cái tuôn luôn mày. Dạ dạ tuôn đi. Mày bỏ tôi đi. Rồi, xuống hết đi, xuống hết đi, mình vé trước. Hôm nay đi dâu mưa gió vậy anh. Đây là cái cầu cái tắc nha. Rồi. Mở cái miếng cao su lên được không? Không được, không có được. Chạy chạy cái mát à. Đây ngồi quay phim. Giái đừng mưa đi quay cho nó đẹp. Quá trời trời ảm đạm rồi. Tự nhiên hồi nổi mà, gió nổi mà, nó phiêu luôn mà. Sáng lấy cả trăm cái bông. Ngồi xuống ha Út. Án ngựa cho rồi, không thấy sao chứ. Trời ơi. 5 ngàn đó.
Kéo xuống. Kéo con khỉ. Đây là buông mày cho Vũ à. Trời ơi, mày không không à, đừng có chấm nữa. Buông mày cho Vũ à. Chim. Ôi vui vậy đây. Chết ra đi.
Rồi đã tới nhà đàn trai gia đình. Giờ đường thì nước thì nó cũng rồng xuống xuống đất lòi thì cũng khó vô. Giờ đang chuẩn bị tư thế là phi thân. Phi thân, phi thân. Bây giờ đậu giữa sông rồi cởi quần áo bỏ vô bặn vô. Nói ơi, sao sao? Bây giờ mình đậu đây nè, cái đầu mình cởi quần, mình lội vô mình lên đòn bặn. À. Vậy cũng được hả? Được chứ, trời ơi. Bên đây giờ mình đàn gái của miền rồi. Vô cái con kinh nó hẹp hả gia đình? Không có, mình chở như cái đường cống á gì thôi, không phải là. Đúng rồi, cái đường cống người ta. À, cống này xả nước. Đồ mẹ cũng chua le heo. Cũng chua le heo. Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Anh dạ số đi. Ngồi xuống đi. Ở mọi người chơi. Mọi người đứng thở đi, làm chạy xe nó vô chứ. Bắt đầu mới. Vô rồi. Một chút xíu ra, dịch cống trôi ra. Dịch cống trôi ra. Quay bẩn lên trôi ra. Xuống rồi, xuống rồi. Giờ chạy vô cái đường cạn cái xíu nè. Chút xíu tao quay bẩn lên mình trôi ra à. Ơ. Dịch bẩn trôi ra, mọi người nói hụt. Ê, cho chiếc lò đi ra trước nè. Mà chống ra phải không? Chưa đạp mạnh vô á, để lẹ vô mới vô được. Chết mẹ rồi, cho tác. Chưa tới. Chưa tới, đạp vô, lẹ. Lên nó coi ra. Ông chào hút. Đây mạnh cái đó. Rồi. Cái đó. Từ 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 đừng gấp, đừng gấp. Rồi tới đàn trai rồi. Kìa nắm tay. Ấy giờ dài là muốn bước đâu bước à. Chỉ nha, xuống. Nắm tay không chặn không ngờ kêu. Bước này gì hay là leo từ cầu thang? Vô đám hay gì rồi? Em đâu vậy? Em đâu? Chắc vô đám hay gì? Thả
Rồi, tới đằng trai thì mình cũng kết thúc đoàn viên đây nha gia đình.